Dự đoán One Piece Chap 1072, Garp bị chặn lại bởi Aokiji, Luffy Gilfith đại chiến Kizaru thức tỉnh trái ác quỷ. Xin chào tất cả anh em, rất vui được gặp lại anh em trên channel Hồ Sơ Anime. Theo như những lời chia sẻ từ tác giả của bộ truyện, thì One Piece Chap 1072 sẽ được ra mắt vào lúc 0 giờ sáng ngày 23 tháng 1 năm 2023 tại Nhật Bản. Tuy nhiên, đây là một khoảng thời gian khá lâu dành cho fan khi vào thời điểm hiện tại, ai ai cũng nóng lòng để biết được trận chiến giữa Garp và Zoden sẽ diễn ra như thế nào trong tương lai. Đầu tiên, điều có khả năng cao nhất sẽ xuất hiện trong One Piece Chap 1072, đó chính là thông tin về người bí ẩn đã giúp đỡ Vegapunk trong Chap 1071 vừa rồi. Bên cạnh tiết lộ ấy, thứ mà người hâm mộ có thể tin là sẽ được xuất hiện trong Chap 1072, đó chính là trận chiến của Zoro với Kaku. Không những vậy, trong Chap 1071, ta cũng đã thấy rằng Luffy đã ra lệnh cho quân đội của hắn tấn công Thousand Sunny, nên bọn mình tin rằng Chap 1072 sẽ chứa vô số trận chiến mãn nhãn. Tuy nhiên, sự ao trình đến từ băng mũ rơm vẫn có thể giúp họ đánh bại CPO để tẩu thoát ra khỏi đảo Egghead. Nhưng mọi thứ chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy, vì với cách kể chuyện đầy bất ngờ như Oda thì chắc chắn khi băng mũ rơm tẩu thoát thì hạm đội do Kizaru dẫn đầu cũng sẽ xuất hiện. Như Kizaru đã nói thì hắn đã có phương án để đối đầu với băng mũ rơm. Vì vậy, khả năng cao rằng Chap 1072 sẽ tập trung vào những kế hoạch mà phía hải quân đã và đang chuẩn bị. Ở mặt khác của chiến trận, Chap 1072 cũng sẽ cho fan thấy những thông tin đầu tiên về việc Garp đối đầu với Zoden. Dù chưa có bất kỳ thông tin nào, nhưng khả năng cao rằng Aokiji sẽ đóng một vai trò quan trọng trong trận chiến này. Có thể rằng chim chỉ xanh sẽ dùng mọi cách để ngăn Garp tham gia trận chiến này, vì suy cho cùng thì Garp đã luôn đóng một vai trò quan trọng trong cuộc đời của Aokiji. Cho nên bọn mình dự đoán rằng ta sẽ không thể thấy Garp chiến đấu trong One Piece Chap 1072. Bên cạnh đó còn có những tiểu tiết khá nhỏ nữa có thể xuất hiện trong One Piece Chap 1072, đó chính là cuộc phiêu lưu của Kid ở Elbat hoặc số phận của Law sau khi chiến đấu với băng Zoden. Theo cách sắp xếp của Oda thì chắc chắn ông sẽ tiết lộ những tiểu tiết này vào cuối Chap 1072 sắp tới của One Piece. Và trên đây là những dự đoán của bọn mình về thông tin chính sẽ xảy ra tại Chap 1072. Video của bọn mình đến đây là hết rồi. Cảm ơn anh em đã xem hết video. Nếu thấy hay đừng quên like, đăng ký kênh và bật nút chuông thông báo để không bỏ lỡ những video sau của bọn mình. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!